Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình của Lido Sài Gòn TV, channel 44.4 trong chương trình Ngụy Vũ Show hôm nay. Và quý vị, lời đầu tiên là chúc quý vị có buổi chiều theo dõi chương trình thật vui. Và trước khi đi vào chương trình, Ngụy Vũ cũng xin lời đầu tiên là cảm ơn đến chị Đặng Tuyết Mai. Nếu mà gọi cái danh xưng như vậy thì đôi khi có lẽ là nhiều quý vị sẽ phiền trách, nhưng mà nếu mình nói về quá khứ một chút đó thì phải gọi đó là cựu phu nhân Đặng Tuyết Mai. Nhưng mà trong cái hiện tại thì có một chút thân tình, vì đối với chúng tôi thì đối với chị Mai thì nhìn sau bao nhiêu năm gặp lại, chị vẫn còn trẻ trung và cái dung nhan vẫn còn đó, cho nên quý vị cho phép chúng tôi xưng hô như vậy để trong một cuộc nói chuyện hôm nay được thân tình. Còn lại trong cái thái độ, hay là trong quá khứ hay trong hiện tại, có lẽ quý vị cũng đã biết về chị rất nhiều, và lần lượt chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị về cái vai trò của chị từ trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Vâng, xin thân ái chào chị. Dạ, xin trước hết xin kính chào tất cả các quý vị của đài Lê Trân Sài Gòn và chào Nguyễn Vũ. Vâng, lâu quá mới gặp lại chị, nhưng mà chị không có gì khác xưa hết chị Tuyết Mai. Cảm ơn em. Nhiều người cũng nói câu đó, nhưng mà thực sự ra là chị chỉ xin nhận về chị khéo che đậy, chứ không có cái gì mà đáng mà được ca tụng rồi cái ở cái tuổi đời này, em biết không? Khéo che đậy cái xấu, cái già của mình che bớt đi thế thôi, không có cái gì Không, mà em nghĩ là chị may mắn chứ không phải là khéo che đậy, cũng bởi vì thời có, gian cũng thì có, nó đúng đôi khi nó rất tàn nhẫn với nhiều đúng người, rồi, cái nhưng mà đó nó là lại thật. ưu ái cho chị, chứ không phải là cho dù chị có Đúng, khéo cỡ nào thì cũng nó cũng sẽ nhìn thấy thôi. Nhưng mà cuối cùng thì nhìn lại chị cũng không có điều gì che đậy lắm, chị vẫn tự nhiên, nụ cười cách đây thank 5 7 năm em gặp và bây giờ vẫn vậy, vẫn tươi trẻ. you Thì qua đó chắc có lẽ là cái đời sống tinh thần của chị có lẽ nó có điều gì đó rất thoải mái, bình lặng. Thực thật ra nói là cái đời sống tinh thần có cái gì mà hay ho đến cái độ mà có thể vẫn còn giữ được cái nét tươi sáng trẻ trung đó thì cũng không có điều đó đâu. Nhưng mà cái mà chị nghĩ là chính chị và tất cả mọi người đều có thể tìm cho mình cái trạng thái bình yên đó, chứ không phải là đời cho mình. Mình phải tự tìm đến một cái gì bình yên trong tâm hồn để mà sống, để mà sống. Cái trạng thái bình yên đó, như em thấy thì một vài lần ghé thăm nhà của chị đó, từ khung cảnh trong ngôi nhà, từ cái phía sau nhà của chị, về cái cách design đó, tất cả những cái yếu tố đó đó, có phải là chị cố tình tạo ra khung cảnh đó theo cái design của chị, và từ khung cảnh đó nó một phần nào nó giúp cho chị tìm thấy được sự bình yên trong tâm hồn không chị Thứ Mai? Vâng, cũng có nhiều lắm nhé, Nguyễn Vũ. Sự thật ra thì cái nhà của mình từ cái ngày mình sang Mỹ này thì mình có thấy có một cái điều mà mình rất thích ở nước Mỹ này, ở cái chỗ là cái cuộc sống mạnh ai nấy sống, không có ai dòm ngó gì ai hết. Và trong nhà của chị thì em thấy có một cái sự yên lặng kinh hoàng lắm. Nghĩa là có thể tưởng tượng như là mình đã không có ở trong một cái nước Mỹ văn minh ồn ào hay là gì hết, mà chị sống biệt lập một cái khung cảnh rất là yên tĩnh. Và cũng như là Vũ có vào thăm cái am của chị ở trong nhà chưa? Có. Đó thì cái am chị thờ Phật thì hàng ngày chị cũng tụng kinh và ngồi suy tư. Thì em thấy không, chị có cái nước suối chảy nghe róc rách, rồi thì trồng hoa, làm vườn, tất cả những cái đó nó giúp cho chị có cái tìm thấy cái yên tĩnh đó. Đó là lý do mà tại sao em đặt câu hỏi đó đến với chị, bởi vì thưa quý vị, là Nguyễn Vũ có dịp ghé thăm ngôi nhà của chị đang ở với kỳ duyên, và ngôi nhà của nó rất đẹp. Cảm Ngoài ơn người cái Vũ. rộng lớn, nhưng mà cái design bên trong rất quan trọng. Ngoài những bức tranh, có lẽ là những bức tranh đó mang nhiều sắc thái, có lẽ là kỳ duyên đi show nhiều, đi khắp mọi nơi, cho nên đã tìm ra nhiều bức tranh đến giá trị. Nhưng mà đặc biệt là cái phía sau mà cái am mà lúc nãy chị Đặng Tuyết Mai vừa nói đó, cái đó nhìn vô nó có cái gì đó mà qua đó Vũ cũng có cái nhận xét, có lẽ đó là một trong những cái yếu tố mà chị dựa vào đó để tìm thấy cái sự bình yên trong tâm hồn.
Thì chị vừa trả lời rất là đúng, và em nghĩ qua cái nhìn của em nó như vậy. Nhưng mà thưa chị là bữa nay thì cũng 25, 26 tháng 3 rồi, cũng sắp tới tháng 4. Nhưng mà khi nó tới tháng 4 đó, nó rất nhiều điều đã để cho sắp người sửa Việt hải đến. ngoại chúng ta để nhắc tới. Nhưng mà riêng với chị đó, cái sự nhắc tới của chị nó khá là đặc biệt. Theo cái đối với chị thì cái thời đó thế hệ tụi em rất là trẻ, thì có chăng cũng tìm hiểu qua lịch sử, qua sử sách, Báo chí. nghe báo chí các bậc đàn anh đàn chú kể lại. Vâng. Tuy nhiên cũng đã được chị là người trực tiếp kể lại rất nhiều lần, cái điều đó rất đáng quý. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là tất cả khán giả của chúng ta hôm nay theo dõi chương trình, và đặc biệt các bạn trẻ mà được biết về cái quá khứ lẫy lừng một thời của chị. Và cho dù có phủ nhận như thế nào thì không ai phủ nhận được trong quá khứ là chị là một nhân chứng, là vợ của cựu thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ. Điều đó không ai phủ nhận. Vậy thì hôm nay cũng tới cái mùa tháng 4, và dĩ nhiên là em cũng muốn tìm hiểu thêm nhiều cái tâm tư của chị trong quá khứ, trong hiện tại. Trở lại với quá khứ tí xíu thưa chị, thì để cho sợ rằng cái thời gian mà ngồi đây với chị nó cái thời gian của đài nó không đủ nhiều để mà tìm hiểu tất cả về tất cả với chị thì nó quá nhiều đi, thì chị nói sơ về cái giai đoạn mà trong những ngày tháng cuối cùng năm 1975 đó thưa chị Tuyết Mai, thì có hoàn cảnh lúc đó, cái tâm trạng của chị lúc đó và những cái điều nó xảy ra trong lúc đó trong cái mắt nhìn của chị đó. Để hồi nhớ lại những cái ngày tháng cuối đó đó thì phải nói rằng là cả anh Kỳ và đương nhiên là chị lại ảnh hưởng theo, và một số đàn em của anh Kỳ nữa đó, phải nói rằng vẫn ngỡ ngàng không biết rằng là mình sẽ bị mất nước đến như vậy, nhanh như vậy. Thì cái thời buổi đó là thật tình mà nói thì anh Kỳ vẫn còn sửa soạn tinh thần để mà nghĩ rằng Chiến đấu. nếu mà mất Thất Thủ, Ban Mỹ Thuật và rồi đến mất đến Sài Gòn, Nha Trang, Sài Gòn đó thì sẽ rút xuống vùng 4 để mà tiếp tục chiến đấu nữa. Nhưng mà cũng không thể không, bây giờ phải nói thật, bây giờ không có một ai mà dám nói trước được là mất nhanh đến thế. Và mình mất một cách quá là nhanh mà mình chính mình còn không 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 thể nào mà mường tượng được như thế. Thành ra chị ở cho đến những ngày cuối, tức là ngày 28, gia đình và chị vẫn ở nhà cho đến đến một hôm đó thì anh Kỳ nói rằng thôi bây giờ thế này, thấy là xôn xao quá, và bây giờ càng ngày thấy là mất đến Nha Trang, Đà Nẵng, các thứ gì nguy quá, thì thôi bây giờ để cho nó đừng có bận bộn vướng chân vướng cẳng đó, thì thôi em đi đi sang, em đưa trẻ con với lại bà cụ sang bên đó, rồi em set up cho họ nhà cửa, cái các thứ dự án yên thì 1 tháng thì chị sẽ quay về, quay về và nếu cần thì tiếp tục cùng với anh sẽ đi xuống vùng 4 để chiến đấu. Đó. Thì những cái ngày đó thật tình không có một tí sửa soạn nào hết để mà phải đi. Đó. Mặc dù là thiên hạ, nghĩa là đua nhau bỏ đi ghê gớm lắm, mà sở dĩ có những cái điều chị đang ngần ngại đây là tại vì chị sẽ định viết hồi ký. Thành có những cái detail rất là quý báu mà chị phải xin lỗi Nguyễn Vũ, chị không Dừng có nói lại, hết ra cho đây. dừng dừng bớt. Bớt sự bớt một tí. Thưa quý vị, nếu trong cuốn hồi ký của chúng tôi thì sẽ còn nhiều điều hay hơn để mà quý vị cần phải đọc. Thì đó, thì đại khái là cái main thing là không có biết rằng mình sẽ mất nước nhanh như Lát thế. nữa em sẽ trở lại cái vấn đề hồi ký với chị. Có một lần em cũng đã nghe chị nói về điều này, và điều đó em nghĩ cũng rất cần thiết và đáng quý. Và cái việc trở lại thì thưa chị, ở đây có lẽ là để cho khán giả muốn biết được một chút khái niệm có hoàn cảnh xảy ra trong lúc đó. Vậy thì cuối cùng cái sự quyết định của cựu thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ có nghĩa là chị và gia đình đã đi trước. Ngày 28. Lúc đó thì tàu đưa chị đến đâu trước? Không không có đi tàu. Lúc đó thì có hãy còn ở bên DAO đó, là
có máy bay của Mỹ. Yeah. Thì chị cũng ra đi ngồi trong C-130 giống như mọi người khác, tức là ngồi trên sàn máy bay rồi thôi. Thì bay đến thì đến Guam. Wow. Rồi vâng, rồi đến thẳng Washington DC. Nhưng mà cái lúc đến Guam đó, gia đình có ở đó lâu không thưa chị? Không, có độ vài tiếng đồng hồ để mà kịp làm giấy tờ xong. Thì họ cho ngay sang Washington DC. Và trái với mọi người tưởng tượng là thí dụ gia đình chị được một cái gì mà gọi là đặc biệt đó, tiếp đón đó, thì lại hoàn toàn ngược lại với những chuyện đó. Là bởi vì gia đình 14 người đi thì không có một nhà bạn bè nào có đủ chỗ để chứa 14 người hết. Rồi thì không được nhập trại như là những người tị nạn sau này. Không được huấn luyện, không được trình bày cho đến để tập với một cái đời sống mới như thế nào. Hoàn toàn là gia đình chị là tự lập, chui vào trong một cái hotel rất là rẻ, là gọi là thuộc loại rẻ nhất đi, 3 phòng 14 người chia nhau. Rồi thì họ cuối cùng một tuần đó chỉ ăn được một ngày một ổ sandwich với mua mấy cái balloon với gì đấy, rất là hạt tiện. Vì thật tình, cái này chị nói đúng, Đó là trong chị túi nói chỉ là có lúc 10.000 đồng đó là chị thôi. nói là lúc đó là gia đình đã đến Washington DC Washington rồi đó DC hả? rồi đó, không có một sự đặc biệt nào tiếp đãi của chính phủ Mỹ hay là whoever đó, mà chị chỉ có 10.000 đô la thôi đó, chứ không có một tí nào mà có tiền ấy. Thành ra là khi mà ăn tiêu với hotel ở trên đó là mặt xanh người hết cả, sợ sốc, sợ là hết thì lấy đâu ra, ai cho mình đó. Rồi thì sau đó là phải cuống ở lên đi kiếm thuê nhà, rồi thì bung ra các em các cháu gì là đi làm busboy, đi làm các việc để mà đẩy xe của các chợ này kia đó. Cảm ơn chị. À, đó là lý do tại sao hôm nay Nguyễn Vũ rất là hân hạnh được chị nhận lời lên đây để cho một số gia đình. Trước đây có rất nhiều cái huyền thoại Vâng. về cá nhân chị, gia đình chị, về những sự ưu đãi của chính phủ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thưa quý vị, câu chuyện với cựu phu nhân Đặng Tuyết Mai hôm nay trong chương trình Nguyễn Vũ Show. Vâng. Nguyễn Vũ được trở lại với quý vị trong chương trình Nguyễn Vũ Show hôm nay và mời quý vị tiếp tục theo dõi buổi nói chuyện với chị Đặng Tuyết Mai. Vâng, trở lại với chị là cái câu chuyện hồi nãy gia đình khi mà đến Washington DC đó, nhưng mà Vũ muốn biết trong cái lúc mà ở Việt Nam, ở đảo Guam và khi gia đình chị đến đó rồi đi qua Mỹ rất lẹ, vậy thì sau đó bao lâu đó thì gia đình mới liên lạc được với cựu thứ tướng Nguyễn Cao Kỳ thưa chị? Còn nhớ là cái lúc đến Guam đó thì đương nhiên là họ có hỏi chị là có muốn liên lạc về bên kỳ không. Thì ngay lúc bây giờ chị liên lạc được thì đã biết rằng Sài Gòn đang, nghĩa là bị Tân Sơn Nhất đang bị thả bom rồi, đang loạn vô cùng đó. Thì chỉ biết là lo âu, cũng không được nói chuyện với anh Kỳ nữa. Không biết là lúc đó có hỏi nói chuyện với, lúc là nói chuyện với ông sĩ quan tùy viên tên ông Chí, thì ông ấy đang cũng nói rằng là thiếu tướng đang bay, không biết là đi họp gì đó. Ngày xưa đã làm gì có cell phone đâu em đó, thành ra chỉ biết được như thế thôi. Và bây giờ nó đang họ đang gọi là pháo kích phi trường, và nghĩa là cũng khu trục cũng bay lên các thứ gì, nhưng mà bây giờ đang loạn lắm. Thế thì chỉ biết đến đó. Rồi thì sau đó là chị lên máy bay đi Washington DC thẳng. Thì sau đó là một tháng trời không liên lạc được với anh Kỳ, cả hơn tháng trời đó. Là vì lúc bây giờ anh Kỳ sau cái chuyến, như là mọi người biết là ngày 29 hay 30 gì thì anh đã bay lên tàu Mỹ rồi, thì không ai biết, vì có thể cái đó họ cũng muốn giữ bí mật hay là for một cái reason gì không biết. Thì không liên lạc gì hết, thì không biết sống chết, không biết sao. Nhưng mà chỉ mừng là no news is good news, tức là không có tin là ông chết, thì tức là ông còn đâu đó, hay là ông núp ở đâu hay gì, không biết tí nào hết trong vòng hơn tháng đầu. Chị nói sơ là bắt đầu cái diễn tiến khi mà gia đình đến Washington DC, cái đời sống của những ngày đầu tiên đó
trong cái giai đoạn đó chị. Ok, thì cũng như vừa rồi chị có nói là bị ở hotel mất gần 2 tuần lễ thì lo lắng quá, vì thấy tiền càng ngày càng cạn. Thì mà khổ nữa là con nít, em biết là anh Kỳ thì có 5 đứa con nít với Kỳ Duyên nữa là 6, mà cho nó tù túng ở trong hotel nó tội lắm. Đó, xong rồi chị mới bắt đầu là phải đi, chạy chạy ra đi thuê nhà. Thì đi thuê nhà bạn bè chở đi, đi đâu thuê, nói là trong gia đình có bao nhiêu người, nó 14 người không ai cho thuê hết. Thế về sau nghĩa là đã lịch sự lắm rồi đó, hỏi thuê thì nói là có 8 người thôi, cũng không cho thuê luôn. Tại vì 8 người mà là đối với một cái nhà 3 4 phòng là họ không cho thuê rồi. Thế là về sau càng phải rút xuống, còn 6 người thôi. Thì cuối cùng là chị thuê được một cái nhà đó có 4 phòng nhưng mà có cái basement. Thì bây giờ mới là dọn cấp tốc dọn ra ở. Thì em biết là từ một cái tăm cũng không có rồi. Đó. Nhưng mà cái thảm hại nhất là vì biết rằng là sợ nhà đông người thì cái người chủ người ta sẽ không cho thuê. Thành ra cái ông chủ cũ mà thuê của cái nhà đó thì họ hãy còn để đồ của họ trong garage. Thì mỗi lần ông vòng đến để ông lấy chuyển bớt đồ đi đó thì cả nhà là truyền tranh là ông Mỹ là con nít chạy trốn hết, trốn xuống dưới basement là vì sợ đông người nó khám phá ra thì trốn đó. Rồi Chị nói làm em nhớ tới sau năm 75 mà gia đình em cứ mỗi lần mà thấy công an khu vực la lên để mà trốn hộ khẩu đó chị. Ê, đó, giống y như vậy. ý như vậy là sang bên này rồi cũng thế. Rồi cái việc đầu tiên là phải có ngay một cái xe để đi mua, nhớ hồi đó là bỏ ra 3.000 đồng mua cái xe Spacer, em biết cái xe mà nó lùn lùn mà nó bè bè như này này, nhỏ thôi, nó tức là giống như một cái Volkswagen bây giờ mà nó lớn hơn một tí thôi. Mà như thế cái xe đó mà em tưởng tượng mà nhét được 14 người vào, em có tưởng tượng là nó đi như thế nào đâu. Mở cái nắp nắp ở trên này ra này. Con nít thì đứng một chân thò đầu ra ngoài, người lớn thì ngồi cứ chồng chất lên nhau như thế. Lúc đó ai là người lái chiếc xe đó? Chị, Chị lái phải không? tại vì chị là người đã từng đi ngoại quốc rồi, chị mới đổi được cái bằng international International. ra. Nói xong em đi mua từng tấm nệm mà cũng ẩu để ngay lên trên 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 nắp xe này, thì 4 5 tay đầu để lên giữ cái nệm này, không có dây buộc. Em tưởng tượng mà tại sao hồi đó mà cảnh sát Mỹ hay là họ cũng không nói gì mà cũng Tức là chở được về lúc lúc nhà. chở như vậy là không biết mình sẽ bị phạt hay là không Không sợ biết, bị phạt, tức là không không biết. biết, không có dây thừng. Thì bây giờ chúng tôi cứ nghĩ Cứ như vậy là về nó xuống. bao nhiêu tay ở trong này là thò lên là giữ. Nó mua được mấy tấm nệm về vứt ở trong đó với chăn gối. Thì cũng may tháng 4 thì hồi đó là mùa 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 nóng đó, thành ra cũng cũng không đến nỗi mà cần phải có chăn gối gì ghê gớm lắm đó. Thế rồi cứ như thế mà sống, hay là phải tung ngay con cháu em út gì đi ra đi đi làm hết đó, là chị cũng đi làm hết đó, không có một sự giúp đỡ nào. Hay cũng cũng như sau này đó mà các kiều bào của mình được huấn luyện và họ lại còn xin được I don't know help của chính Chính phủ, phủ. hay là tụi trẻ con nó đi học đại học thì nó xin được mấy cái grant này kia, chị còn không biết những cái đó nữa. Đó, để đi học là vẫn đóng tiền như mọi người, và nghĩa là đúng là mặt mày nghĩa là xanh dờn lên vì mới xong rồi là bạn bè ở bên đó cho mượn đó, cho mượn tiền để cho đóng tiền học cho trẻ con đi học. Lúc đó là khi mà chị đến Washington DC là theo chị yêu cầu là về đó có người thân bạn bè hay là tự động họ đưa chị gia đình về đó chị? Thì có 2 lý do. Một là những cái người bạn cũ, chẳng hạn như mấy ông đại sứ, ông hồi đó là ông Đặng Đức Khôi là special mà conseiller của anh Kỳ đó. Rồi thì có gia đình của ông Bùi Diễm. Rồi đó thì bạn bè nhiều lắm ở đó, thành ra chị muốn xin về đó là một. Điểm thứ hai nữa là chị nghĩ rằng là anh Kỳ có thể còn có một cái Liên lạc. political role nào đó thì nên ở Washington DC. Đó. Rồi cuối cùng thì Thì cuối cùng thì đến độ hơn 2 tháng sau thì mới được tin là anh Kỳ đến Camp Pendleton. Đó. Khi anh Kỳ đến Camp Pendleton thì anh cũng
Người ta có nói rằng là gia đình ở chỗ ý chỗ nọ đó mà anh đã về chưa, thì anh cũng chưa về nữa, anh còn muốn ở lại xem Tình hình. dân tình ra sao, các Dạ. thứ này kia, make sure là everything ok nữa. Lúc đó làm được cái gì mà cũng còn. Bởi vậy cho nên là ai cũng nói gì đó là chị lấy anh Kỳ tưởng chị hưởng lắm, chị không được hưởng gì, chị còn lo hơn bao giờ hết, hơn ai hết đó. Vì anh Kỳ là cái người mà đã có một người bạn có nói với anh Kỳ là ông ạ, à, ông làm chính trị đó thì bà ấy thì còn trẻ, 6 đứa con thì ông phải có một mớ tiền nào đó để đâu đó, nhỡ cái chuyện đó mà thay đổi chính phủ như là cơm bữa thì ông phải có cái đó để cho nhỡ là có chuyện gì xảy ra thì bà ấy còn có thể sống sót. Thì biết anh Kỳ trả lời sao? Đến anh mà còn nói như thế là tôi thất vọng vì anh lắm. Bà ấy trẻ đẹp thế này mà tôi có chết thì thiếu gì người lấy bà ấy, việc gì phải 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 thế. Thưa chị, là cái điều mà chị nói hôm nay đó, dư luận cũng đã có nói như vậy. Tuy nhiên, dư luận cũng có những điều điều rất khác. Cũng Dư luận luôn luôn vẫn nửa nó tin rất nhận. nhiều chiều. Thế nhưng mà bây giờ với chị đó, trước màn ảnh truyền hình của khán giả, ai cũng biết giữa chị và cựu thiếu tướng Nguyễn Quốc Kỳ không còn trong cái đời sống chung rất lâu năm. Tuy nhiên, bây giờ ngồi nhìn lại cái quá khứ và cái hiện tại đó, thì với chị, cái hình ảnh của cựu thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ nó xứng đáng thế nào với cái dân tộc Việt Nam chúng ta trong thời đoạn đó? Xứng đáng thế nào với dân tộc Về niềm tin, thì về cái chị lòng yêu không nước, dám đại diện về ai để tinh chị nói, thần. nhưng về cái riêng về cái ý kiến cá nhân thì chị nghĩ là anh Kỳ trước hết phải nói là anh Kỳ không phải là một politician. Anh Kỳ như anh nói đó là anh thích là một người lãnh đạo, một người lãnh đạo, và anh thích dùng cái chữ của anh hay dùng là vương đạo. Và anh thích lấy cái lòng yêu nước nhiệt tình và cái lòng trong sạch và lý tưởng để phụng sự Tổ quốc. Nhưng mà cái sự phụng sự đó có khôn khéo và có đưa đến một kết quả quả tốt hay không thì cái đó chị để chờ cho lịch sử phán xét. Hiện giờ thì có một cái điều hay của anh Kỳ là một người rất lý tưởng, yêu nước, không ai có thể nghi ngờ được cái chuyện đó. Và điểm thứ nhì nữa là anh rất yêu những người quân đội của anh, đàn em của anh và quân đội nói chung, rất trung thành với họ. Đó là cái điều chị nhận xét. Đó. Sở dĩ mà có lẽ là khán giả cũng không khác gì giống với em, thì cũng nghe chính chị là một nhân chứng. Dĩ nhiên là các cái nhân chứng này không ai bằng thay mặt được chị để nói lên những điều đó. Tuy nhiên, ví dụ như thỉnh thoảng đi ra quán cà phê ngồi cũng gặp lại những cựu không quân là đàn em của cựu thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ ngày xưa, cũng có nhiều nhận xét khác biệt nhưng cũng không thiếu những cái điều chị vừa nói. Vậy thì chị nói rất trùng hợp, em cũng đã nghe điều đó. Có nhiều người đến giờ này vẫn còn yêu mến ông, quý trọng ông trong cái tinh thần đó. Và dĩ nhiên trong cái lúc mà gia đình chị ra đi như vậy thì ai cũng nghĩ rằng chị có một cái Chắc ưu lắm, đãi tiền ghê lắm gớm rồi. lắm. Vâng, trở Vâng. lại thì sau một cái giai đoạn như vậy đó thì gia đình cố gắng để mà ổn định cái đời sống ở Washington DC được bao lâu rồi mới về Cali chị má? Đúng 1 năm. 1 năm thôi. Vậy thì cái Xin động lực phép nào? trở lại cái câu chuyện trước khi mình sang một cái câu khác, là khi mà nói về những cái chuyện trong sạch đến có thể nói là gàn của anh Kỳ đó. Tại vì lương của anh chia đôi cho một nửa cho quỹ xã hội không quân. Đó. Thế xong rồi và vẫn còn có người tiếng bấc tiếng chì vẫn nghi rằng là chị cũng nói vậy thôi chứ chị cũng có tiền giấu giếm ở đâu. Thì nói hoài họ không tin, thì cho đến một cái câu chị phải dùng cái câu này thì nó nghe xong người ta tin liền. Là bây giờ khổ quá, quý nói quý vị không tin đó. Nếu mà anh Kỳ có giàu có và có tiền ở đâu đó thì bây giờ anh hư mấy chị cũng không ly dị đâu. Là thiên hạ tin liền đó. Nếu mà anh Kỳ có tiền nó chúng tôi có hư mấy chúng tôi cũng không ly dị, sao mọi người tin ngay. Tới câu đó mới tin. Cái đó là tin liền, thấy là có lý. Một một trong những cái huyền thoại đi chị Mai, mà đến đến giờ này
Vâng, em sẽ trở lại câu hỏi mà để tiếp cho chị kể lại cái chuyện đó. Vâng, quý vị đang theo dõi chương trình Ngụy Vũ Show của Little Sài Gòn TV, channel 44.4 live trong chiều buổi tối thứ năm hôm nay. Vâng, quý vị đang theo dõi chương trình của Little Sài Gòn TV, channel 44.4 live vào mỗi tối thứ năm, và mời quý vị trở lại câu chuyện với chị Đặng Tuyết Mai. Vâng, thưa chị, làm mặc dù cái quá khứ này nó đã ba mươi mấy năm, và đối với cái thời của chị đó, cái cuộc tình của chị nó hơn bao nhiêu, tức là bốn mươi mấy năm rồi đó, nhưng mà cái huyền thoại này em không biết sao nó vẫn còn hoài. Cho nên cái hư thật hôm nay may mắn được ngồi với chị thì em có thay mặt cho một số bạn trẻ, bạn bè của em hỏi, bởi vì cái huyền thoại này làm cho tụi em cũng nao núng và yêu cái bộ đội không quân của Quân lực Việt Nam Cộng hòa trước năm 1975. Thì có huyền thoại là bảo là thời đó cựu thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ nghĩa là phải dùng một chiếc máy bay riêng để bay theo chị, bởi vì thời đó chị là flight attendant vân vân, để mà tán được người đẹp Tuyết Mai. Cái điều này sau này tụi em nghe thấy mơ mộng lắm, nhưng mà hư thực về cuộc tình đầu tiên này nó hình thành như thế nào thưa chị? Định phải nói về cuộc tình đó hả? Tại vì chị cũng rất là ngại ngùng, là vì anh Kỳ bây giờ cũng yên thân rồi với lại người vợ mới của anh ấy. Thành ra đôi khi mà nói đến những cái chuyện này, mặc dù nó là sự thật, mặc dù nó là dĩ vãng rồi, nhưng mà chị biết rằng nó sẽ làm cho bà ấy khó chịu. Có phải nói không? Phải nhất định Em nghĩ là chuyện này nếu như nói. chị có giấu với em, có giấu với khán giả của Little Sài Gòn TV thì chắc chắn trong cái hồi ký của chị cũng sẽ có. Nhưng mà chị không thể nào mà giấu hết, để rồi chị đưa vào cuốn hồi ký chị phải tiết lộ tí xíu, bởi vì đây là cũng là một phần hấp dẫn trong cái hồi ký của chị. Vâng, thì hồi đó thì chị làm ở test Belair, flight attendant, thì mỗi lần đi bay, không phải mỗi lần nhưng có một vài lần thì anh Kỳ vừa lấy F5 hay là lâu ngày chị cũng quên cái tên máy bay rồi, hình như C-116 hay cái gì đó. Thì anh một bên, đại tá Lưu Kim Cương một bên, hai bên bay sát theo cánh máy bay này, đó là đuôi nối đuôi này. Thì đương nhiên chị thì bận làm việc ở trong, chị không để ý, nhưng mà chính ông pilot là những ông ở bên không quân biệt phái sang. Thì ông gọi lên, ông bảo cô Mai nhìn bên tay phải đó, thì là thiếu tướng đó, về bên này là anh Lưu Kim Cương. Thì hôm sáng này đó thì là ông biểu diễn quay 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 như là ba vòng thí dụ thế, thì là bên này ông Lưu Kim Cương lại quay 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 tới bốn vòng đó, thì bốn ông kia lại sang bên kia lại năm vòng, mà cứ thế mà hai ông đua ganh nhau, mà gọi là gì nhỉ, acrobat, là biểu diễn quay máy bay lật lật lại thế này. Thì đương nhiên là bắt đầu khán giả, bên hành khách cũng đã nhìn thấy là cứ đổ xô máy bay sang này, xong lại ào chạy sang này để chạy xem. Thì rốt cuộc là ông pilot ông có bấm bấm bấm, ông gọi chị lên và ông nói nhỏ, ông nói cô Mai ơi nguy hiểm lắm, cô nói thiếu tướng đi về đi nguy lắm, luật hàng không nó cũng không cho làm những chuyện như vậy đâu, đi đừng có nói rồi, tại vì cái career chính trị của ông bây giờ đang lên lắm, mà có những cái chuyện này mà nó đăng lên nó nói thì không có hay đó. Thì đưa đưa microphone cho chị nói chuyện để anh Kỳ, thì cũng nói như thế này, ok thank you anh Kỳ, thôi thiếu tướng, hồi đó chị Oh, cứ gọi thiếu tướng thôi. thank Xong rồi thiếu tướng đi về đi, tại vì một là tôi đang bận làm việc, và hai nữa là hành khách họ tỏ ý hơi sợ, chứ mà nếu mà nói là ông pilot kia nói thì chắc là ông đi play cool rồi. Thì nói mãi xong thì mấy họ đi về, thì cũng có chuyện đó, có thật chứ không phải chỉ có, là tức chuyện là có. có. Nhưng mà lúc đó đó chị, thì là tức là đã gặp nhau, đã quen nhau rồi, hay là vẫn trong giai đoạn chinh phục chị? Chắc cũng còn trong giai đoạn đó, tại vì lúc đó là chị cũng vẫn cứ ngại ngùng lắm, vì lúc bây giờ anh Kỳ ly dị với bà vợ chính thức là bà Đầm, nhưng mà anh ấy vẫn còn đang ở với một người đàn bà khác,
thành ra đương nhiên là chị không có muốn làm cái chuyện đó. Nhưng mà cuối cùng thì nó hình thành như thế nào sau cái chuyến bay đó? Thì rồi không những chuyến bay, nó còn nhiều chuyện khác nữa Nhiều em chi biết, tiết. nhiều chi tiết lắm. Thành ra chẳng hạn như những cái chuyện mà anh ấy, nhà thì lúc bây giờ chị ở trọ nhà bà dì ngay tiệm tiệm sách Phúc Thành, cạnh tiệm Khai Trí ở trên đường Lê Lợi đó, đường Lên lại Bonnard đó. dạ. Thì nhà là cũng là tiệm sách, cứ 5 giờ sáng là ông đã cho cận vệ với gì xe jeep xuống đậu đó và mở cửa hàng. Người ta chưa kịp mở hàng là hai ông gọi là trông dằn gì này là đã bước vô đó, là với lấy cái lý do là bảo vệ chị, vì hình như lúc đó có thể là chắc là có điều tiếng từ cái phía nào đó nói rằng là sẽ tạt axit chị hay là something like Vâng. that, chị cũng không rõ lắm, nhưng mà anh nhất định anh nói là để bảo vệ chị đó. Thì cho đến khi mà chị bất cứ chị đi đâu là hai người đó đi theo, và đi theo thỉnh thoảng đến giờ cô Mai mời cô, lúc đó không có điện thoại tay, mời cô đi vào đây chỗ nọ kia, chú Thức nói là muốn nói chuyện với cô, kéo mình đi vào để nói chuyện điện thoại. Xong rồi đi bay cũng vậy, đi bay là hai người đó đi đứng ở dưới cánh máy bay cho khi nào đến máy bay đóng cửa lại thì thôi, mở cửa ra là đã thấy hai ông cận vệ đó và thấy thấy anh Kỳ nữa đứng đó. Thì chị thì nhất định lúc đó là chị, mẹ chị không cho là một, hai nữa là chị có nói chuyện với cái bà bạn của anh Kỳ đó là bà cố bà ngọt ngào bà giữ anh Kỳ đi, tôi sẽ về phần tôi sẽ cố gắng mà tôi đẩy ông ra, tôi đấy. Thì nhất định từ chối không đi, không có, không phải là làm điệu hay là làm play hard to get hay là gì hết đó. Nhưng mà thật tình là mình muốn làm cái điều đó. Thành ra mở cửa máy bay ra, hành khách đi xong rồi đến pilot, thì đến chị đi này đó, thì đằng sau là ông Kỳ, rồi đến bao nhiêu cận vệ, rồi đến cả 5 6 cái xe hơi và xe cận vệ đi vòng 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 đi qua sân sân của phi trường Tân Sơn Nhất. Thì cứ như thế hoài đó. Thì chính một hôm ông giám đốc Air Việt Nam ông có gọi lên, ông nói là cô Mai ơi, chúng tôi thì rất ngưỡng mộ thiếu tướng Kỳ mà chúng tôi thì quá quý mến cô. Thì cô cũng biết đó, trong Air Việt Nam là đối xử với cô rất đặc biệt, nhưng mà bây giờ làm thế này thì nó phiền quá, bây giờ ai cũng nhìn thấy cái cảnh mà thiếu tướng đi đưa đón cô rồi các thứ như vậy, thì hay là nếu mà không nói được thì hay là cô Mai tạm nghỉ một thời gian đi, chứ bây giờ làm sao giờ đó. Thì chị nói hoài cũng không được. Thì cho đến một cái hôm mà xảy ra một cái sự việc đáng tiếc, là trong cái thiện chí của chị nói với người kia như thế, người đàn bà kia như thế đó, thì có một hôm tự nhiên lại xảy ra cái chuyện là khi chị đi bay về đó, thì mấy người ở dưới Air Việt Nam thì thực sự là mọi người thương mến chị lắm, lại chạy lên cô Mai ơi không được xuống, tại vì nghe nói bà ấy là Cần. bà đứng ở ngay ngay phi Vâng. trường, bà ấy không biết bà ấy sẽ làm cái gì, làm giữ gì đó. Thì chị cũng đã nói ủa sao chúng tôi đã nói chuyện nhau, tại sao bây giờ lại có cái chuyện, không biết là ai suối bẩy hay là vì hay là không biết cái điều qua tiếng lại anh Kỳ với bà ấy như thế nào mà để bà ấy phẫn nộ lên như vậy. Thế thì chị bảo thế tôi đâu có gì, tôi cứ việc đi, nhưng mà mọi người nên thôi, người ta đang giận dữ chẳng biết thế nào, mình cứ tránh đi đó. Thì đang nói như thế thì anh Lưu Kim Cương chạy lên, thì anh Lưu Kim Cương nói là anh Kỳ dặn anh phải sang để giải quyết và protect chị đi về. Đáng nhẽ thì chị hỏi là thế thiếu tướng Kỳ đâu, thì lại nói là ông đòi đi một mình ông ấy, ông đòi đi sang bên này để giải quyết, nhưng mà cô biết là tụi tôi nhất định giữ ông lại không cho ông đi, là vì ông sang đây nó sẽ ầm ĩ lên lắm. Thành ra cô Mai đi với tụi tôi, tức là đi xuống xe jeep rồi đi đi thẳng qua đấy đó. Thì hôm đó như thế, thì về thì đương nhiên là chị giận lắm, tại vì có một cô bạn, cái cô bạn này thì cô ấy lại chỉ thích người ngoại quốc thôi, đó là cô Thúy, Nghiêm Xuân Thúy đó. Thì cô ấy đã ghét nhé, cái ông có vợ rồi mà còn cứ lang thang mà cứ cua mấy cái ô test này, nó cứ nói hoài, nó đừng có thèm chơi với mấy cái ông đó, mà thực ra mình cũng đã không muốn ấy rồi. Thì rốt cuộc ông ấy
ông đến buổi tối ông mới đến. Thì lúc đó chị giận quá thì chị mới nói rằng là tôi vẫn ngưỡng mộ thiếu tướng là một anh hùng, nhưng mà hôm nay sự việc xảy ra thì tôi thấy nó ngược lại với cái anh hùng đó. Thành ra tôi chỉ mong từ nay thiếu tướng làm thế nào trả lại cho tôi sự yên tĩnh đi. Thì ông mới nói là ông rất là nghiêm trang, mà ông nhìn anh Kỳ, cái mắt anh không đẹp nhưng mà anh có cái look, cái lúc của anh buồn hoặc là cái lúc mà anh muốn diễn tả cái sự si mê đó, thì những cái ánh nhìn nó chị không bao giờ quên. Thật tình anh không mắt không đẹp nhưng mà anh nhìn si tình lắm. Thì anh buồn lắm, thì anh nói là nếu như vậy thì chúng ta phải đi đến cái quyết định là lấy nhau. Tại vì bây giờ cô làm ầm ĩ lên như vậy thì không thể để cho chị bị cái tiếng tăm như thế. Thì cái lúc đó thì chị cũng đang bực mình vì cái phẫn nộ với cái cô đó và cái câu người bạn cô bạn cô Thúy cô nói là ta thấy không, mà đã nói là đàn ông nó cứ cua vậy đi, đến lúc mà vợ nó làm khó là nó biến mất. Thì câu đó là một cái câu chạm tự ái mình vô cùng. Thành ra cái lúc mình đang tức cái ông, khi ông nói thế thì chị nói ok, nhận lời bằng lòng ngay ngay siêu là mùa mà ngay cái lúc đó. Ngay đó luôn. Thì chị nhớ còn lúc mà sau khi nhận lời ông vui lắm, ông đi về đó, thì chị đi lên cầu thang mà chị bò xuống này, tại vì cái quyết định bằng lòng lấy chồng lúc kinh hoàng lắm. Tại vì Lộn, mình cảm chưa, xúc nó không, lẫn lộn quá mình không chị. phải là mình từ mình yêu mà mình đưa đến cái chuyện lấy nhau này, À đương từ cái chuyện vẫn cứ đang tính tích đẩy ra, và cũng không, lúc mới có 22 tuổi cũng không định định lấy chồng hay lập gia đình ngay lúc đó. Và cái sự phản đối của gia đình chị rất là nặng, mẹ chị là dọa từ tiếc ghê lắm. Mẹ chị là một bà quá phụ nuôi tụi này từ nhỏ đến, thì chị sợ lắm, cái gì cũng phải vâng lời mẹ đó. Mà thành ra đến lúc mà quyết định như khi nói thế rồi đó, thì đi lên cầu thang mà bò tay này, bò chết rồi mình nhận lời rồi, là một cái sự ghê gớm, một cái quyết định, một trong những quyết định lớn ở trong đời, em thấy không? vâng, kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Little Sài Gòn TV Channel 444 Live trong chương trình Nguyễn Vũ Show. Kính thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình của Little Sài Gòn TV Channel 444 Live trong chương trình Nguyễn Vũ Show chiều hôm nay, và mời quý vị trở lại câu chuyện với chị Đặng Tuyết Mai. Thưa chị Đặng Tuyết Mai, là mặc dù cái chuyện này, cái kỷ niệm này nó đã trôi qua chắc hơn 40 năm, nhưng mà khi mà nhìn trong mắt chị đó, khi mà chị nhắc lại cái kỷ niệm này đó, thấy chị vẫn còn cái gì đó rất là xúc động. Giống như những cô gái mới lớn mà khi mà nói về cái mối tình của mình sắp đang được yêu. Nhưng mà sở dĩ Có em đặt ra cái kỷ niệm này đó, thực sự nó không phải là tò mò. Tuy nhiên nó có cái nguyên nhân là vì trước đây em có đọc hai cuốn sách của cựu Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ. vâng. Cái sự khác biệt đó là khi mà nói về kỷ niệm đầu đời của chị thì chị nói là một cách vừa nghiêm túc vừa một sự trân trọng, nhưng mà ngược lại trong hai cuốn sách đó thì cựu thiếu tướng Nguyễn Kỳ là khác với cái điểm của chị là không hề nhắc lại Cuốn thứ nhì thôi, cuốn thứ cuốn nhì những cái điều này. Thì vậy thì chị thấy điều này, cái sự khác biệt này thì đối với chị nghĩ thế nào về điều này? thật ra đó, em hỏi cái đó hơi đột ngột đó, nhưng mà thực ra thì chị có ngạc nhiên là chị không thấy anh Kỳ có mention đến tên chị trong đó. Điều này cũng có nhiều bạn bè và những anh em không quân người thì nói là tại vì anh giận hờn chị, hay là tại vì anh còn nhi nhịn, đây là chị nói lặp lại những cái lời người ta thôi, cay cú, hay là ông ấy sợ hãi hay ngại ngùng người khác, làm buồn lòng người khác, thí dụ như vậy. Thì cái điều này đó, chị không phải là chị thất vọng vì không được anh ấy nhắc nhở Nhắc đến nhở. tên, nhưng mà khi em biết là khi là mình viết hồi ký là mình phải relay, Sự tức thật là nói ra ở tiếng Việt là phải liên hệ. liên hệ đến những cái nhân vật và những cái phát lịch sử đó. Thì không cần biết lúc đó mình yêu hay ghét ai, cảm tình hay không có cảm tình, thì những cái tên tuổi và những cái nhân vật đó
vẫn phải được mention trong cái hồi ký đó hay trong cái cuốn sách của mình đó. Cái điều mà anh Kỳ không nhắc đến tên chị thì đối với chị thì chị đã coi thường những cái chuyện danh vọng đó, đâu có phải ăn thua gì. Nhưng riêng chị thì hơi nghĩ rằng anh Kỳ hơi xoàng, xoàng ở chỗ là Về không điểm dám đó thôi. về điểm đó, không dám nhắc đến tên chị. Tại sao? Tại sao? Ghét cũng cứ nhắc đi, nói là bây giờ tôi ghét lắm, không nhắc đến. Và mặc dù mặc muốn hay không cũng đã là một cái người chị đã từng đi với anh qua một cái thời gian tính của cái lúc đó, thành ra Cảm ơn chị. Vâng, quý vị thấy ngay từ phút đầu đó là khi mà được chị Đặng Tuyết Mai nhận lời lên chương trình Nguyễn Vũ Show, mà quý vị biết đó, khi mà nói về cái quãng đời của chị đó, nó quá nhiều giai đoạn về không gian, thời gian và mang cái tính lịch sử nữa. Vì vậy trong cái thế hệ của Nguyễn Vũ đó cũng không dám đi về cái giai đoạn trước 75 nhiều hơn. Tuy nhiên cái điều đó Nguyễn Vũ cũng tôn trọng tới cái cuốn hồi ký của chị sẽ sắp ra trong năm 2009. Vì vậy bây giờ Vũ sẽ chia rất nhiều phần. Trong đó hồi nãy thì chị có nhắc tới là cố đại tá Lưu Kim Cương, thì điều này làm cho em nhớ lại cái dòng nhạc Trịnh Công Sơn. Thì đây cũng là một huyền thoại nữa, Đúng rồi. và em chỉ muốn hỏi chị, thì vậy thì cái bài mà cho một người nằm xuống đó, có phải đích thực là Trịnh Công Sơn đã viết cho cố đại tá Lưu Kim Cương không chị? Vâng, thực ra thì tất cả chúng ta đều biết là cái bài đó Trịnh Công Sơn viết cho cố đại không, bây giờ là cố chuẩn tướng Chuẩn Lưu Kim tướng. Cương. Vâng. Có lẽ là Chị chị có nói một tí về về cái chuyện anh Trịnh Công Sơn không, với à, cái liên hệ. chắc chắn chị, đây là điều chính em cũng muốn biết, vì đây cũng là một cái lịch sử thì nó có nhiều cái giai đoạn, và nghệ thuật chiến tranh tất cả nó đều là lịch sử hết, thì âm nhạc nó là một nghệ thuật. Thì Đương tụi nhiên thì em, vâng, thì mình bây nói giờ em là muốn biết cái là, chỉ biết là nhưng mà cái nguyên nhân đó chị, cái giao tình như thế nào mà trong thời đó cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là viết một bài đặc biệt này trong cái niềm xúc động cho cựu chưởng tướng Lưu Kim Cương? Trước hết là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì tất cả chúng ta, mà chị biết chính em nữa, là chúng ta đều không những ngưỡng mộ, thán phục mà còn yêu mến, phải không? Không yêu mến riêng riêng đối với chị đó, thì cái cảm tình đối với anh Trịnh Công Sơn là lại còn có một tí là nói là một cái tình cảm rất là trái cấm. Trái cấm đây không có nghĩa là có một cái tình cảm gì đặc biệt giữa giữa đàn ông đàn bà, không có. Nhưng mà cái thời kỳ đó anh Trịnh Công Sơn viết những bài mà có thể được được mô tả là phản chiến, mà anh Kỳ lúc đó là cái người rất là đang chiến đấu. Thành ra anh Kỳ đã một lần công khai ở trong một cái ban không quân mà do anh Lưu Công Cương hay mời anh Trịnh Công Sơn vào đó, đã đả kích anh Trịnh Công Sơn, là anh viết những bài phản chiến. Thì chị nhớ lúc đó là Trịnh Công Sơn nói rằng không, tôi không không nghĩ đến là tôi viết phản chiến gì hết, mà tôi chỉ là một người nghệ sĩ, tôi chỉ viết lên cái niềm đau của dân tộc, những điều mắt thấy tai nghe đau đớn thôi. Và anh Kỳ nói rằng là đương nhiên là anh viết như thế thì những người lính ở mặt trận bla bla gì chết những gì đó, thì anh Trịnh Công Sơn có nói tôi chỉ là một người đứng giữa một chứng nhân. Thì anh Kỳ có nói rằng trong hai bên hả, Tiến tuyến. hai chiến tuyến đang đánh nhau, mà anh chọn anh là người đứng giữa thì anh sẽ bị trúng đạn của cả hai bên đó. Thành ra có một cái sự rất là căng thẳng giữa anh Kỳ với Trịnh Công Sơn. Nhưng mà ngược lại phía đằng sau thì anh Lưu Công Cương và chị thì rất là say mê nhạc của anh Tình cũng sợ. và con người của anh Trịnh Công Sơn nữa. Cứ hai chị thì hay nấu 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 món gì đó, thì ở trong câu lạc bộ không quân đó, thì anh Lưu Kim Cương có cái câu lạc bộ nhỏ gọi là Mây Bốn Phương, thì luôn luôn kéo anh Trịnh Công Sơn vào đó, thì chị đem đồ nhậu gì đến, rồi anh Sơn làm được bài gì mới là hay, hát là hay 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 tả cho tụi này nghe lắm. Vâng. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Nguyễn Vũ Show của Lý Đô Sài Gòn TV Channel 44.4, và câu chuyện này
Mời quý vị tiếp tục theo dõi sau phần thông tin thương mại của đài. Kính thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình của Little Sài Gòn TV Channel 44.4 live trong chương trình Ngụy Vũ Show, và mời quý vị trở lại câu chuyện mà ngay cả Ngụy Vũ cũng đang rất hồi hộp và chờ đợi từ rất lâu. Cảm ơn chị Đặng Tuyết Mai một lần nữa, và mời chị tiếp tục câu chuyện trở lại về cái sự liên hệ trong đó với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Vâng, thì để trở lại là chị hay đi vào trong mây bốn phương để nghe anh chị Công Sơn đàn hát những bài mới của mình. Và anh cái giao tình của anh Lưu Kim Cương với Trịnh Công Sơn thì rất là mật thiết. Cũng lấy làm lạ là vì một người thì rất là nhà binh, rất là to lớn cường tráng này kia, còn anh chị Công Sơn thì là một người rất là mỏng manh, rất là ốm yếu, nhưng mà họ gần nhau vô cùng trong cái tình nghệ sĩ. Anh Lưu Công Cương cũng là một cái người rất là nhiều nghệ sĩ tính, hát rất hay. Đó. Thành ra họ họ rất là thân mến với nhau. Thân mến có thể nói gọi là hàng tuần họ cũng gặp nhau 2 3 lần á. Cho nên mà đến cái lúc mà anh Lưu Công Cương mà nằm xuống thì anh Trịnh Công Sơn làm cái bài cho một người nằm xuống thật là xúc động, thật là xúc động. Thì chị cũng không lấy làm lạ vì vì họ rất là thân thân nhau lắm. Đó là cái sự liên hệ về cái thân tình giữa cựu chưởng tướng Lưu Kim Cương với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nhưng bây giờ trở lại với anh Trịnh Công Sơn, cái giao tình với chị trong thời đó, đối với chị thì cái kỷ niệm nào chị có được với anh Trịnh Công Sơn, cái kỷ niệm nào mà chị ghi nhận được trong đó, có những cái nhạc phẩm mà chị hiểu biết rất nhiều của hoàn cảnh ra đời chẳng hạn, thưa chị? Những cái hoàn cảnh ra đời của những bản nhạc thì chị nghĩ là chắc là trong sách và báo chí nói đến nhiều lắm rồi. Bây giờ chị chỉ xin nói được những cái giao tình riêng cá nhân. Vâng. Đó. Thì Trịnh Công Sơn hay rất là nhiều lần thích vô cùng, mà nghĩa là ai đứng từ bàn bên này ngồi nhồm lên bắt tay chị bên kia, là vì khi bàn đến một cái lời ca nào của Trịnh Công Sơn mà những ca từ của Trịnh Công Sơn thì tuyệt tuyệt vời, phải không? Chẳng hạn như trong cái bài Mưa Hồng thì chị rất yêu cái câu mà trời ươm nắng cho mây hồng. Tại vì khi mà nói đến ươm nắng đó, thì mình thấy một cái chuyện ẩm ướt gì mà mưa gió gì đó mà tại sao lại có nắng. Đó. Nhưng mà nói cái câu chuyện đó thì hơi dài, bây giờ chị nói ngay cái câu mà tại làm sao Trịnh Công Sơn mà đứng dậy mà bắt tay chị. Trong đó có cái câu là em qua cầu, em đi về cầu mưa ướt áo. Thì chị mới hỏi anh Trịnh Công Sơn là ai là người cầu mưa ướt áo. Thì có những cái nguồn dư luận để nói là em đi qua cái cầu rồi trời mưa ướt áo. Rồi rồi có nhiều người khác lại nói rằng là anh là người cầu mưa ướt áo vì các em đồng khánh mặc áo trắng mà trời mưa thì tất nhiên là mình có good view, phải không? Thì chị nói là tôi nghĩ là cái người cầu mưa đó chính là cái người con gái đó. Là phải, tại vì người con gái Huế rất là lãng mạn. Thí dụ như bây giờ đó, em thấy khi mà người phụ nữ được quyền ăn mặc hở hang khoe cái đẹp của mình đó thì họ go for it, không ai gì. Nhưng ngày xưa đó, trong cái sự nghiêm khắc e dè của người Huế ngày xưa và đất nước của mình ngày xưa đó, không cho phép người phụ nữ được phô bày như thế, phải không? Thành ra em đi về em cầu cho mưa ướt áo để mà em được, nó là legally được chính thức khoe cái đẹp của mình. Thì chị nghĩ là cái đó là chính cái người con gái đó cầu cho mưa ướt áo. Thì chị khi nói thế thì Trịnh Công Sơn vỗ vai và nhóm người lên và bắt tay chị, thích vô cùng mà, và cái chỗ là chị lại nhìn ra được Nhìn cái ra cái đó. điểm đó. Hay là có những điểm khác, chẳng hạn như trong cái bài Cát Bụi Tình Xa đó, thì chị cái câu mà hạt bụi nào Hóa kiếp thân tôi vết mực nào xóa sao bỏ bỏ không không hay, vết mực nào xóa bỏ không hay. Thì chị hỏi tại sao cái đó, thì chị Ngô Sơn nói rằng ngày xưa ở những cái làng Huế rất là nhỏ đó, thì cái ông xã trưởng hả cái gì đó, thì khi mà trong gia đình mình có một người chết thì mình mới đến mình khai tử đó,
Thì cái ông xã trưởng đó rất là già nua, mới mở cái cuốn sổ bộ tịch gì ra đó. Ông đeo kính vào rồi ông chờ ra tên, hỏi rồi ông chấm mực, ông xóa cái tên cái người chết đã đi. Thì cái câu đó là câu vết mực nào xóa bỏ không hay. Vâng, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình của Little Sài Gòn TV trên channel 44.4 live trong chương trình Nguyễn Vũ Show. Vâng, thưa quý vị, là nãy giờ thì đi một đoạn đường tuy khá dài nhưng mà nó không dài bằng cái đoạn đời của chị Đặng Tuyết Mai đã đi qua, nó không dài những cái kỷ niệm của chị đã có. Nhưng bây giờ cái hiện tại đó thì ai cũng thấy chị vẫn đẹp như xưa, vẫn cười rất tươi. Nhưng mà qua nhiều cái hoàn cảnh như vậy, mà cái hoàn cảnh hiện tại của chị nó có tươi giống như chị đang cười không chị Mai? Hỏi câu này hơi khó, không biết trả lời làm sao đây. Bình thường thì nếu mà để trốn câu hỏi cậu thì tôi cứ trả lời là chị cũng có một ngày như mọi ngày thôi. Thế nhưng mà chị biết cái ý của cậu là muốn muốn hỏi, mà chị thì là cái người cũng gọi là không có ngại ngần gì khi mà chị nói chuyện, và chị cũng đoán được cái ý mà cậu muốn hỏi. Thì chị đã đọc ở đâu đó của Trịnh Công Sơn, lại nói về Trịnh Công Trên Sơn. cũng sân nữa, dạ. Trịnh Công Sơn có viết ở đâu đó một cái câu là có nhiều khi cái vết thương của mình đó, mình tưởng nó đã thuộc về dĩ vãng, nó đã qua đi rồi đó, nhưng mà bỗng nhiên có đôi lúc cái vết thương nó lại ùa trở Hiện lại, về. nó lại hiện về. Và khi cái vết thương nó hiện về đó đó thì nó không còn phải là cái vết thương cũ, mà nó là một cái vết thương rất là thức tỉnh, tức là một cái vết thương mà nó có mắt mở to nhìn về những cái đau đớn của dĩ vãng, và mắt mở to nhìn vào những cái không sáng sủa gì lắm của tương lai đâu, nhưng mà mình cũng vẫn cứ đi vào cái vết thương đó, một cái vết thương thức tỉnh, có thể là như vậy. Chị cũng cũng không có một cái định hướng nào cho tương lai hết. Bây giờ thì chị, như em biết, em chị sống với Kỳ Duyên và hai cháu ngoại một cách bình thản, cũng coi như là happy. Cái tại vì đối với em thì hôm nay ngồi đây với chị đó, em còn nghĩ em là có vai trò phỏng vấn chị, mà Mà tâm tình hai chị em mình. em có một cái ý nghĩ giống như là em muốn share với chị một cái gì đó từ trong sâu thẳm và qua những cái điều rất thật của chị đó. Thì đôi khi em nhìn giống như là em đang nói chuyện với một bà chị, có thể là những Thì cái em dạng biết vở của rồi, chị nó cũng đã nhiều, cái và điều nếu mà chị nhận như xét, chị nhận lời ngay hôm nay, thưa quý vị, Nguyễn Vũ cho very rất là ngắn thời gian mà lên đây ngồi, không có hề có một tí sửa soạn gì hết. Thành ra để xin khi mà nói về những cái diễn tiến lịch sử đó, mà nhiều khi mình ngồi nói chuyện ngay đây thì nó không có một cái gì gọi là chắc chắn 100%. Thành ra xin quý vị cũng thông cảm và khoan dung, vì chúng tôi không nói rõ đến cái ngày này tháng này phải xảy ra những cái gì. Chúng tôi rất là nói chuyện hai chị Chính vì em vậy tâm mà sự. em không dám đi vào vấn đề lịch sử Dạ vâng, nhiều, mà em chỉ nếu đi có đến điều gì personal của sai sót chị. thì xin quý vị Nhưng mà tha lỗi cho. tại vì những cái điều mà những người ngưỡng mộ chị và những cái ưu tư muốn hiểu về chị, nó cũng không khác gì với em. Và có lẽ là hôm nay ngồi đây thì có một số vấn đề em cũng đại diện cho khán giả để tìm hiểu. Tuy nhiên cũng có một số vấn đề chính cá nhân em cũng muốn share với chị. Tại vì có những lúc thấy chị vui, rất vui, lúc nào nhà cũng rất đông bè bạn đến, và chính chị nấu những bữa ăn. Và quên tiết lộ với quý vị là chị Đặng Tuyết Mai nấu phở rất rất ngon, thưa quý vị, rất ngon. Phải nói là học Nguyễn Vũ không dám dùng chữ ngon mà nói là rất ngon nữa. Đó là chị sống rất là tình cảm. Nhưng mà đôi khi em cũng thấy trong mắt chị có những cái nỗi niềm nào đó, mà gọi là có những niềm riêng. Mà ai cũng biết. Mà không, có thể là em nghĩ là những niềm riêng đó cũng cũng khó ai biết trừ khi chị nói.
giống như là hồi nãy em có em hỏi nó cũng còn khá tế nhị, nhưng mà hỏi theo cái nhìn của em thôi, mà em không biết là cái nhìn của em có chủ quan hay không nữa, nhưng mà chị vẫn nói thì chính vì chị nói thật như vậy cho nên em cũng không biết phải nói gì. Vì đúng xa thì với cái quãng đời của chị đi qua, theo như em nghĩ mà đến giờ này thì chị phải thực sự hạnh phúc để nó bù lại cho những cái năm tháng mà thăng trầm. Thế nhưng mà bây giờ cuối cùng chị có vẫn hạnh phúc với kỳ duyên, với vài đứa cháu, rồi thì Em chị học vẫn trò thấy trở đó về là một một cái cái đời hạnh sống phúc ghê gớm lôi. rồi sao? Đó là một cái hạnh phúc ghê gớm to lớn lắm rồi. Chị lúc nào cũng cũng cảm ơn đời đã cho chị được nhiều thứ, tức là chị nhìn xuống thì chị cũng đã được nhiều điều hơn nhiều người rồi. Thành ra chị lúc nào cũng cảm ơn đời đã cho chị như vậy. Còn cái mà hạnh phúc như em nói, tức là một cái hạnh phúc lứa đôi ở cái tuổi của chị bây giờ, tại sao chị lại sống một mình hay gì đó, phải không? Cái điều đó là cái điều em muốn nói mà em cứ đi vòng vo mà anh, chị phải đi thẳng vào giùm em, phải không? Thì đó, thì thực sự là ở cái tuổi của chị bây giờ, chị cái điều quan trọng nữa là nếu có được là cần có một người gọi là company, gọi là gì, một Dùng một chữ hợp tác với nhau cho cái nó gần không gũi phải một cái một cái tình bạn nào đó tình đi, dạng. một cái đó để mà chia sẻ với nhau những cái lúc vui buồn thôi, chứ còn tất cả những điều kiện vật chất, khi chị nói vật chất là nó bao trùm tất Nhiều cả mọi thứ. thứ, chị không thấy cần những cái điều đó nữa. Vâng. Đó, chị chỉ nghĩ rằng nếu mà có một người bạn đời kia bằng cùng với nhau đợi chết mỗi ngày đó, mà văn nghệ văn gừng thỉnh thoảng đi họp bạn hát hò văn nghệ với nhau, xong rồi có những buổi tối đọc cho nhau nghe những bài thơ rồi thì khúc khích cười như thế là đủ quá rồi đó. Và điều đó đôi khi những cái mộng mà mình tưởng là nó nhỏ bé, mình chỉ đòi hỏi thế thôi mà nhiều khi cũng không được, thì có lẽ là ông trời ông đã nghĩ ra ông cho mình cái khác rồi, thì những cái điều này ông cũng không 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 cho mình thêm nữa thì Em không nghĩ là không cho, hoặc là chưa đến, hoặc là chị chưa gặp chứ không phải là không cho. thì nếu mà được như thế thì cũng chúng chờ đợi thôi. Chị hãy tin như vậy, Cô hãy tin như chị hãy vậy. tin như vậy, và điều đó sẽ đến, Ok. và khi nào đến thì chị gọi cho Vũ trước để xuống ăn mừng tô phở của chị nấu. Ok. Trở lại đó chị, đối với chị, nếu như mà một cái cuốn hồi ký của chị sẽ ra đời thì về thời gian thì nó cũng không có xua lắm, tại cái đó Dạ, chị chuẩn chưa bị rất chưa chưa. kỹ. Vâng, Nhưng không mà chưa. chị nghĩ là trong cuốn hồi ký của chị đó, cái yếu tố nào và cái giai đoạn không gian thời gian nào chị sẽ đưa vào cuốn hồi ký đó là nhiều nhất? Bây giờ chị chỉ mới đang ở cái giai đoạn là chị đọc vào trong cái tape recorder đó. Từ năm 1950, từ cái năm mà bố chị chết đó, thì chị nhớ từng tháng một tất cả những cái event nào mà nó xảy ra cho đến bây giờ. Thì bây giờ chị mới có hãi còn đang đi, cứ mỗi một tháng đó thì nhớ, cố nhớ lại, moi trí nhớ những cái gì xảy ra và những cái ý nghĩ của mình về cái sự việc đó. Cái cuốn hồi ký của chị sẽ không phải là một cái cuốn để đưa lên những cái chứng tích lịch sử, mà nó chỉ là chị là đi bên lề lúc đó, chị nhìn những cái chứng tích đó, Chứng tích, chứng tích đó như thế nào, và cái quan điểm của chị có thể là sai, có thể là rất là phụ nữ tính nhìn về cái sự việc đó như thế nào, chứ không phải là cái là tôi nghĩ rằng cái lúc đó xảy ra phải như thế này này không. Tôi có thể cái ý nghĩ của tôi có thể sai và có thể ngây ngô, nhưng mà đó là những cái ý nghĩ của tôi vào cái lúc sự việc đã xảy ra. Đó là một cái very much young woman point of view cái nhìn của một người trẻ đó. Đó, vào vâng, thời đó. đó về cái thời đó thôi, chứ chị không có mang tham vọng là đưa ra một cái chứng tích gì, lịch Bao sử nhiêu gì hết. phần trăm trong câu chuyện mà chị ngồi đây hôm nay sẽ có trong cuốn hồi ký?
gần 2 tiếng đồng hồ nãy giờ thì chị nghĩ là Gần 2 tiếng rồi đó hả? trong đó sẽ có bao nhiêu Thật phần sự ra trăm? thì với cái mà chị định bây giờ đó là chị muốn đưa đưa almost tất cả những sự thật vào. Chị muốn 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 thật là trung thực. Chị nghĩ là như thế nó mới mới đưa lên cái cuốn sách nó trở thành interest Trung thực. trung thực. Thì chị ráng làm cái chuyện đó, cái Mà trung riêng thực, về con và chắc chắn đường là sẽ không có nói thêm bớt gì hết, không nói thêm bớt gì hết, nói đúng như thế thôi, không có giấu giếm, không có gì hết. Rồi với cái con đường văn nghệ thì sao chị? Chị vẫn còn tiếp tục và hợp tác. Văn nghệ thì buồn cười lắm, cái câu chuyện đó là ở Việt Nam có một người đã hỏi chị rồi, tại sao giờ phút này mà chị còn ra đứng trước ánh đèn sân khấu gì, mới trước ống kính để làm gì, chị đã có tất cả những cái danh vọng đó này kia rồi. Thì chị có trả lời rằng là sự thật ra nói thì nó nghe nó mất cái phần lãng mạn của nó, nhưng mà sự thật ra chị cũng cần một cái công việc làm. Đó là một điểm. Thứ nhì ra là có những cái điều mà mình, thí dụ như giản dị là mình muốn đi đến chỗ nào để thăm bạn bè hay những người ở địa phương đó mà mình không biết là họ đang ở đó, thì với cái tên tuổi quảng cáo này mình đến thì tự nhiên những bạn bè đến chơi với Tìm mình đến cũng là một cái có điểm. cái hay. Còn ngoài ra nếu mà nói rằng cần để có một cái tên tuổi gì nữa thì thực ra chị không không màng đến chuyện đó lắm đâu. Chị chỉ đùa với mọi người là trên cái con đường đi đến trở thành một nghệ sĩ tên tuổi thì chúng tôi đi được một nửa rồi. Chúng tôi có tuổi rồi. Quý vị cứ nhớ tên chúng tôi là chúng tôi trở thành tên tuổi ngay. Thôi, còn ngoài ra thì để mà trả lời đùa nữa nữa là tại sao giờ này còn đi ấy nữa? Thì chị bảo là thế tại làm sao mà quý vị lại vẫn còn dại dột mà mua vé để đến xem tôi nói chuyện lung tung hay là hát? Thì ở bên Mỹ này là nó chủ trương là cái gì mà còn bán được là chúng tôi cứ bán. Có thế thôi. Chứ, còn cái máu nghệ sĩ thì đương nhiên là em biết là tụi mình cũng đã nhiều lần sinh hoạt văn nghệ với nhau, thì có cái máu nghệ sĩ đó từ lâu rồi. Thì vẫn Kế là hoạch của chị á, ngoài cuốn hồi ký ra thì chị nghĩ là chị còn làm một bước gì tiếp theo nữa ngoài cuốn hồi ký không chị? một là đến cái thời buổi này, đến cái giờ phút này thì chị được một cái gọi là niềm an ủi và một cái sự luxury, đó là chị có quyền được tuyển chọn làm việc gì mình thích, không đến nỗi vì miếng cơm manh áo mà phải làm những chuyện mình không thích nữa. Thành ra hoàn toàn chị không có một cái tương lai, một cái dự Dự án tính. nào hết. Đó. Hoàn toàn là nếu ai có một cái gì mà đến mà propose, đến mà nói chuyện chị nghe, nếu nếu sự việc đó là một cái sự việc mà chị thích Thích thì chị hợp tác, hợp tác. thì hợp tác cho vui. Đó. Còn bây giờ thì ăn cũng ăn, đâu có dám là ăn lao lếu gì, Nhiều. kiêng, xong rồi cũng sợ mập, rồi lái không có lái lúc 2 xe. Đấy. Thành ra những cái điều mà gọi là những cái gì mà cho là ghê gớm cao vọng, cái frame mà thì chị cũng đã có được rồi. Bây giờ chị sống nhàn cứ ẩn dật thôi, nếu mà có chuyện gì vui thì làm, không có thì thôi. Thế thôi, chứ không có một cái dự tính gì lắm cho tương lai. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn là quý vị đã theo dõi trong chương trình Nguyễn Vũ Show hôm nay của Little Sài Gòn TV channel 44.4, và như Nguyễn Vũ đã thưa đó, tất cả mọi chuyện thì Vũ vẫn còn tôn trọng và chờ đợi cuốn hồi ký của chị Đặng Tuyết Mai sẽ giới thiệu đến cho quý vị. Vì vậy, trong phần nói chuyện hôm nay có tính cách rất đổi tâm tình, và hy vọng quý vị hãy đón nhận những câu chuyện vừa rồi như tất cả các sự chân tình của chị Đặng Tuyết Mai, và còn rất nhiều cái chuyện mà như quý vị đã biết về một giai đoạn lịch sử thì cái đó Nguyễn Vũ không dám mạn đàm nhiều, bởi vì quý vị biết là Vũ cũng còn rất trẻ trong thời đó. Nhưng mà cái điều đặc biệt vẫn là một chút bí mật gì đó cho cuốn hồi ký sắp ra đời của chị.
Tuy nhiên đến đây thì Vũ cũng thay mặt cho Đài Lửa Đồ Sài Gòn TV Channel 44.4 cảm ơn chị đã nhận lời đến trong chương trình Nguyễn Vũ Show, và mời chị có vài lời cuối trong chương trình với khán giả. Dạ, xin cảm ơn tất cả các quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Thực sự ra tôi rất rất ghét nói về tôi mà không biết rằng là quý vị có thật thật sự là thích nghe hay không, mà cứ bị Ngụy Vũ hỏi thì cứ trả lời thôi, thì có gì nói nấy thôi chứ không không có ý mà muốn nói về mình hay là gì. Thành ra có điều gì nói mà sơ suất xin quý vị lượng tình và thông cảm cho. Và xin kính chào quý vị và xin chúc quý vị một buổi tối thật là vui Vâng, bên và thưa quý gia vị, đình. là mọi ý kiến đóng góp cho chương trình Ngụy Vũ Show, quý vị có thể email về nguyvu@littlesaigontv.com, và cũng rất mong quý vị hãy ủng hộ cho tất cả những chương trình còn lại của đài, và đặc biệt là đối với những cơ sở thương mại đã có trong Little Sài Gòn TV. Một lần nữa, xin trân trọng kính chào. Thank you.